Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, hôm qua thì mình vẫn rất may mắn khi mà mình đã số thành công, nhưng mà lại không đủ 3 người, nên coi như là cái mục tiêu mình đặt ra là nó chưa có thể thực hiện được. Và nói hôm qua chẳng qua là mình thắng là do những cái mục tiêu thắng nó tương đối, những cái nhiệm vụ mình cần làm á, nó khá là dễ, nó không có khó. Chứ cũng không phải là cái mình hay. Rồi Trúc Anh với Thảo My đều ở đây. Nói là Trúc Anh thì hôm qua lại có dịp được gáy nữa. Rồi đây, xuống đây đi em. Cái đèn pin. Rồi lo để đem Thảo My theo, chứ Thảo My thì kiểu gì anh cũng phải lo em theo, không thể bỏ em lại được. Rồi xong. Cái súng thì đương nhiên là không bỏ được rồi. Cái rìu cũng vậy. Hai món vũ khí tự vệ mà mất không đem theo thì không biết sống làm sao luôn. Cuốn sách đây nè, cái ổ khóa nữa, cái bản đồ luôn. Rồi cái hộp súp. Rồi đây, cái hộp cứu thương đây. Rồi xong, được nhiêu đây thôi. Giọt. Thiếu cái mặt nạ mà thôi chịu. Không sao, hình như Trúc Anh đã kháng được phóng xạ mà. Rồi Trúc Anh lại có dịp gáy lên nhờ khả năng chuyên đi loot đồ của mình rồi. Hôm qua mình loot còn hơn ở Trúc Anh, nhưng mà lần thứ hai tại mình quân tự tào quá, mình không đi ra ngoài, mình không cầm súng. Dẫn đến đó là mình bị, chắc là bị mấy con sói đột biến hay cái gì đó nó giết chết rồi. Thành ra rốt cuộc chỉ có Trúc Anh với Thảo My là sống sót thôi. Mà hai chị em ở trong phòng còn vật nhau, thành ra kết quả tối hôm qua là mình cho hai chị em vật vật nhau luôn. Rồi để xem nào, trời ơi, đem cái vali để dưới đây thêm bàn cờ nữa. Cái vali thật ra để vớt cái đài thì cũng được, mình thích cái vali các bạn. Cái vali cái này hình như là có nó giống như một cái gì chức năng nào đó ở bên 60 ba sách nè. Tức là nó nói chung là các bạn mình nâng cấp cái bộ giáp bên kia lên, cái sau đó các bạn cái bộ du hành bên kia lên là nó cho các bạn cầm thêm đồ ra ngoài sao á, mình không nhớ nữa. Thế mà ba sách lâu rồi mình không có chơi. Đồ ăn nước uống thì hơi ít cho nên là phải đi thôi. Rồi mới ngày thứ hai thôi là động đất rồi các bạn. Hên quá mình không có đeo mặt nạ với cái đài theo. Thành ra là giờ giữ được cái đèn pin và nó rung lắc thì nó nứt cái hầm thôi, chứ nó không có, mình không có mất đồ. Nãy cầm thêm đồ theo là dở rồi. Có thêm cái ổ khóa này thì chống tụi kia cũng được. Rồi ok, nói chung là lần nào cũng vậy, ngày thứ ba thì khát nước. Rồi ok, ba đứa mình làm mỗi người một ly trà chanh ha. Rồi thì cùng tiễn Trúc Anh lên đường nào. Rồi đi tay không đi em. Thật ra giai đoạn này thì cũng không có nhiều người ở ngoài cho nên là cũng không phải lo lắm. Nói chung là súng của mình có súng ở đây, có đạn luôn thì khả năng cao là mình sẽ giữ được cái súng này lâu hơn. Tại thường cái súng này nó mình xài lần thứ hai thì thường nó sẽ hư. Để coi nào. Rồi mình với Thảo My không ai đói gì được rồi. Nói chung là lần này thì có lẽ là nếu mà mình thấy có cơ hội thắng rồi thì mình sẽ không đi ra ngoài loot đồ nữa. Rồi để coi coi lần này Thảo My loot đồ có giỏi hay không nha. Chứ mình thì mình cũng không tin tưởng lắm đâu, tại hên xui thôi. Rồi ok, lần này mình với Thảo My có vẻ như là gồng lên chịu đựng khá là nhiều. Có mở cửa không ạ? Mở cửa hay không ta? Đập cửa rất mạnh. Thôi không mở, không mở. Tại vì trong trường hợp mà mở ra mà thành công thì khả năng cao cũng dính phóng xạ. Hoặc là nếu mà là cái thằng nhóc trên, xin lỗi, hoặc là hậu David thì thôi. Tại vì cũng không có đủ đồ ăn thức uống. Các bạn nhìn là nước uống còn uống được 5 lần, súp thì ăn được 12 lần. Nói chung là không không nên mở, không nên mở, không thêm nhân sự nữa, nhân thêm nhân sự nữa cũng không được gì. Rồi ok, hai đứa mình khát nước nữa hả? À? Chết mồ, sao hai đứa mình khát nước không vậy, không có ai đói hết. Cái gì đây? À, không, 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 cái hộp cứu thương quý lắm, ngủ cũng được thôi. Bất quá thì không đi ra ngoài nữa thôi. Rồi ok, đói, đói, hai đứa mình đói rồi. Rồi ok, đói thì ăn. Đồ ăn thì giờ đang không thiếu cho nên là mạnh dạn ăn cũng được. Ê, không, 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 ăn súp thôi, không có ăn nấm. Ăn nấm một cái là bệnh, cả ba người bệnh hết là chết, bên đây không có chế độ được. Cái mồ sao Thảo My không về, Trúc Anh không về vậy ta?
Rồi tương đối yên bình thì tốt, cái gì nữa đây? À, rồi không có gì hết, tốt lắm. Ngày thứ 9 rồi về em ơi, đi 6 ngày luôn hả? À, nghe tiếng cửa rồi về là đi 6 ngày luôn. Rồi vừa đói vừa mệt, mình đi khát. Rồi ok, hai đứa mình khát nước. Rồi tìm được cái gì vậy đó, một lon súp, một chai nước. Rồi cũng có tới đây thôi, rồi hết kệ cũng được, ít nhất là có đem đồ về là tốt rồi. Hai đứa mình khát đói đúng không? Nước thì thiếu uống nhiều, đồ ăn thì nhiều mà lại ít. Rồi thôi kệ, cũng không trách được, tại nhu cầu cơ thể thì chúng ta không phải đòi hỏi nó theo vấn đề được. Rồi giờ tới lượt mình cái gì đây? À rồi ok, cái vụ con chó nữa nè. Sao đồ ăn đang dư thì có gì cho cũng được. Với lại lúc này dùng cái đèn pin thì không sao. Nuôi con chó này nhiều khi mình nghĩ nó bảo vệ được mình được một lần hai lần gì đó. Thường thì với nuôi mấy con vật nó không làm khó mình đâu. Hy vọng là mình không dị ứng với chó luôn nhé. Hôm bữa dưới là mình bị dị ứng với con mèo rồi, không biết có dị ứng với chó không. Như vậy là nhân vật của mình là sức khỏe là hơi có vấn đề luôn, dị ứng hết, dị ứng cái này, dị ứng cái kia. Rồi lần này tới lượt mình, giờ mình đi thì phải cầm súng. Mình đi thì phải cầm súng rồi. Vô là giờ mình quyết định là mỗi lần mình đi ra ngoài là mình phải cầm vũ khí theo, chứ không để tránh mình tới trung tâm thì là sống sót rồi, vẫn có khả năng mình sẽ chết nha. Rồi vừa đói vừa khát thì ăn uống đi chúc anh. Còn uống nước được 4 lần, ăn thì được 11 lần. Cái gì đây? Rồi xong. Phải cứu chúc anh thôi chứ không lại nói là bỏ rơi nữa. Đã tới lúc mà bệnh rồi á, nó còn kinh khủng hơn thà xài đi. Nhưng mà này chỉ đi lút đồ với lại như cái trẻ con thì nên cho ra ngoài nhiều để chạy tránh người lớn thiệt mạng thôi. Rồi. Rồi đây để coi nào, không cần gì nữa là tốt rồi. Với lại chưa kể bệnh là nó tiêu hô tao tài nguyên nhiều nữa. Giờ mình lại không có nhiều tài nguyên lắm, đúng là không có nhiều đồ dự trữ. Rồi để xem coi. Để coi nè, Thảo My thì đang đói. Ờ chúc anh được chữa bệnh sao là hết đói luôn không? Nếu không là nãy giờ là tốn cả đống đồ rồi. Rồi đói thì ăn đi Thảo My. Đài không có à, thôi khỏi nghe. Có cái vali này kiểu gì sớm muộn cũng đổi được cái đài thôi. Rồi ok. Rồi bắt đầu chú anh khát nước rồi. Rồi uống đi, còn uống được 2 lần á, hy vọng là mình đem về được cái gì đó. Rồi. Để coi nào. Rồi Thảo My đang khát, Thảo My đang khát nước thì ok uống đi em, còn uống được lần nữa thôi đấy. Cái gì đây? À là con chó nè, cho nó ăn đi. Ngày thứ 16 rồi chết mồ, đừng nói mình đi luôn rồi ăn. Rồi. Để coi nào, rồi không ai ăn uống gì thì tốt. Rồi hay quá, có tiếng cửa là ngon rồi. Mình về. Hậu mất súng nhưng mà cầm về được cái mặt nạ. Rồi thôi, có gì sự kiện quân đội nó cũng cần cái mặt nạ này. Mình cầm về được lon súp, hai chai nước, hộp cứu thương, ngờ đó không, một cái mặt nạ luôn. Rồi vậy tính ra khả năng lút đồ của mình đâu đến nỗi tồi đâu các bạn không. Chắc có mấy lần cái tập mà bữa chết khác là do mình xui thôi. Xui thôi, đen thôi, đổ quên đi á mà. Rồi chúc anh thì vừa đói vừa khát, mình thì đói, Thảo My không cần gì, chắc giờ tới lượt Thảo My rồi. Để coi nào, vừa đói vừa khát đúng không? Vừa đói mà, rồi ok mình đói. Rồi đói khát nè. Cái này phải ra ngoài liên tục luôn chứ đồ dự trữ ít quá, cái gì đây? À cái vụ điện thoại để mình nghe cho. Chết màu. Cái gì vậy? Vậy mà bảo an toàn đó hả? An toàn sao chuyến đi mà kết quả là rồi đói rồi ăn. Phải từ từ, nhiều khi nó bệnh mấy lượt, chừng mấy lượt nữa mình thấy không hết thì mình sẽ chữa bệnh sao đói. Khát rồi ok uống đi. Rồi tất nhiên là phải đi rồi. Cái gì đây? À sự kiện con mèo thì không nhá. Rồi chừng 3 ngày đi không hết thì mình sẽ chơi. Rồi ok. Rồi hai đứa mình đói, chú anh không đói thì thôi.
đói đói rồi ăn được 5 lần nha, uống thì được 7 lần. Rồi đi đi Thảo My, anh không tiếc cái rượu với em, anh chỉ mong là em trở về thôi. Rồi chúc anh khỏe lại rồi. Như đây vừa đói vừa khát. Khát rồi ok. Vừa đói vừa khát. Khát. Rồi uống đi. Ăn được 4 lần, uống được 5 lần cũng được. Gõ cửa hả? Thôi được rồi, mở thử. Có gì để mất đâu. Nó có bị thương thì xài luôn, học có thương. Cái gì đây? À rồi ok, chỉ khâm thôi. Kệ nó, ít nhất cũng không bị gì là tốt rồi. Vẫn đang bệnh. Rồi mình đó, bệnh nó ăn nhiều các bạn thấy không? Nó ăn liên tục luôn. Rồi không nghe đài được thì thôi. Nhắn coi nè. Rồi vẫn bệnh. Vẫn bệnh nè. Thôi có lẽ nó bắt đầu phải xài rồi các bạn. Không xài nguy hiểm á. Rồi cái gì đây? À con chó. Rồi ok. Mình dùng luôn đi. Hy vọng là Thảo My lại lút về được một cái hộp, chứ không mình lại không cứu được con chó. Rồi ok, mình vẫn mệt, chỉ là mình không bệnh thôi. Hai đứa mình khát nước phải không? Rồi ok, anh em mình làm đi trà đào ha. Nói chung là thiền thôi. Ồ, lút gì được ba lon súp ngon rồi. Rồi hai anh em mình coi như cũng làm đi trà đào. Ơ chết màu, Thảo My đi luôn rồi. Chà dở quá vậy, cầm cái rìu theo mà vẫn chết à. À, có vẻ như mục tiêu sống sót 3 người thật sự rất khó đó các bạn ạ. Rồi nè, đói thì ăn đi, đồ ăn nhiều lắm. Rồi ok, mình uống nước được 3 lần nữa thì cũng đỡ. Chà xui thế không biết. Mặt nạ thì giờ không cần nữa rồi, cho nên là thôi không sao. Rồi xem ra là mình không đón được con chó về rồi các bạn. Rồi đây mình khỏe lại rồi nè. Không đói không khác gì tốt. Thảo My mới đi ra ngoài đúng một lần là đi luôn. Sao nhỏ dữ em. Để coi khát nước đúng không. Rồi khát uống. Rồi lấy cái này ra đập mấy con côn trùng thôi. Không thôi là dính bệnh nữa. Rồi hay quá, tìm được chai nước rồi cũng ngon. Đói. Cầm được vũ khí theo mà vẫn để bị bắt là dở đấy. À rồi hay quá, đổi cái vali lấy cái radio nè. Ôi chúc anh về lẹ vậy. Ôi trời, chúc anh cầm về được cái rìu khác luôn. À không, mình mới là người lấy được cái rìu. Mình không lấy được cái mình lấy được cái rìu nhưng mà mình lại mất cái vali thôi, cũng được. Cái rìu đó, cái vali mà đỡ cái rìu thì cũng được, cái vali chả dùng mấy. Rồi chúc anh trở lại lẹ quá, mà không biết có tìm được đồ gì không. 4 lon súp, một chai nước, ờ ngon, một bộ bài luôn. Ôi chà, mình với chúc anh bữa nay là thi nhau lút đồ rồi. Rồi vậy thì tính ra đồ ăn thức uống bây giờ cũng không, thức uống hơi thiếu các bạn. Để coi nào, mình thì không bị gì. Chúc anh đói không? Đói ăn đi em. Ăn đi em, ăn đi em. Anh không tiếc gì với em. Rồi mình vẫn phải đi ra ngoài thôi. Rồi để coi nào. Chúc anh thì đói, mình thì khát. Rồi ok, ăn súp cà chua đi em. Anh thì uống miếng cho đỡ khát thôi. Rồi giờ này tới lượt mình. Lại xách cái rìu theo thôi. Không có vũ khí thì biết sống làm sao. Rồi ngồi ở nhà thì sửa cái súng đi. Đã
đạn còn đó mà không có súng bắn thì như không, lấy đạn ném đối phương đúng không? Rồi giờ đối giờ khác thì ăn uống đi em. Hai người thì nó lâu hết tài nguyên hơn nhưng mà về cơ bản vẫn có thể hết. Ồ con chó trở lại, bây giờ không cứu được nó rồi lại nó vô khó khăn nó mới cứu được con chó các bạn. Nó luôn đài gà gài mình vô cái thế là giống hết đồ vậy đó. Nên là ví dụ nhiều khi không cứu được hết tất cả đâu, giống như là nãy bây giờ mình muốn cứu con chó là nãy mình không được xài thuốc. Có bà hay nói mình là cứ cho ăn uống này đủ mỗi ngày thì sẽ hết bệnh, 7 8 ngày mới hết, vậy tức là mỗi ngày là vậy tức là phải tốn hai chai nước với là hai lon súp, ở đâu có nhiều dữ vậy. Đâu phải lúc nào nó cũng hên hên nó đầy giống vậy đâu, mà đầy đồ ăn thì chắc gì đã đầy nước. Đồ ăn thì giờ không lo hết nữa rồi, tha hồ mà trao đổi gì cũng được. Mệt kiệt quệ đúng không? Rồi không cần ăn uống gì tốt cái gì đây. À đó đó đúng rồi, sửa súng đi chúng anh. Giờ có hư luôn cũng không sao tại nó cũng hư sẵn rồi. Được không? Rồi ok, giỏi đó, đó đâu phải đâu cần hậu đâu biết đâu, chúng anh biết sửa mà. Phụ nữ con gái là phải biết sửa súng vậy, con trai nó mới thích. Đâu phải phụ nữ mà làm bên nghề sửa chữa là không hấp dẫn đâu. Các bạn thử chơi Final Fantasy thử coi. Mấy cái em mà làm bên gara sửa xe đồ bên đó, mà đặc biệt là trong cái phiên bản Final Fantasy 15 ấy. Nghe hoàng tử nó tích đi sửa xe, còn em sửa xe nó hấp dẫn dữ luôn. Một trong bố hành vi của hoàng tử nó tích là mê cái em nó luôn á, chứ đùa đâu. Rồi thôi, sửa xong rồi vẫn à không khác không đói gì à. À tốt tốt tốt. Rồi ok. Rồi ok. Năm ngoái mình làm tiệc BBQ ở nhà rồi bị thằng xóm nó phá. Giờ ngồi nhớ lại quá khứ thôi chứ làm được cái gì đâu. Đừng nói mình đi luôn nữa nha. À không, mình đi luôn là chúc anh thua. Quên, không được được. Mình đi luôn là chúc anh thua, kháng nước rồi uống đi em. Đi đây. Hey, không ngu nha. Rồi, lắp bách hợp mình đi nữa rồi. Rồi, cái gì đây? Rồi, thấy một cái két sắt thì đương nhiên là mở ra rồi. Để coi mở ra được cái gì. Rồi, mình trở về rồi các bạn. Để coi nào. À, mở ra được thêm lon súp mặc dù chảy nhờ dùng. À, mình cầm được cái rìu về là ngon rồi. Một lon súp, hai chai nước, rồi có thêm nước uống rồi. Và có vẻ như bây giờ do là nhu cầu không cần nữa cho nên là mình sẽ không đi ra ngoài các bạn nhé. Rồi để xem nào. Rồi chúc anh có vẻ như đang muốn giảm cân rồi, thôi vậy mình ăn mệt. Rồi ok, thôi không đi ra ngoài nữa, không đi ra ngoài nữa, chết giờ. Anh em mình ngồi lì trong này luôn. Khỏe rồi cũng không đi. Ăn mình bất động. Rồi vừa đói vừa khát, mình thì đói thôi. Rồi ok, ăn uống đi em. Khi nào cần hết tài nguyên mới ra. Mình thì đói thôi đúng không? À, đói thì không sao, sợ khát thôi, tại nước vẫn còn khá là ít. Không đi nhá, ngồi yên. À, con mèo thì không, dẫn con mèo về là mình bệnh chết ấy. Tại vì nhân vật của mình là bị dị ứng với mèo. Không có thuốc ở đây rồi. Nãy mất con chó rồi, hơi tiếc, không có thuốc chứ cứu nó, cái sự kiện đó bắt buộc phải có thuốc để cứu nó các bạn. Mình chỉ có thể chôn cất nó thôi, uổng ghê luôn, có con chó đó không biết đâu, tại hôm qua mình chưa thấy được chức năng của con chó. Rồi vừa đói vừa khát, tại nhân vật của mình đi lâu hình ra về nó cũng tốn tài nguyên nhiều mà không sao. Nhất quyết không đi. Khỏe rồi cũng không đi các bạn. Để coi nào. Rồi hai đứa mình không cần gì nữa rồi thôi. Không đi nha, ngồi yên. Rồi lại con mèo nữa, còn không chơi với con mèo. Rồi ok. Có bản đồ có gì hết rồi, đâu cần gì nữa, khát nước đúng không? Rồi uống đi em. Không sao, nước còn uống được tới 12 lần nữa lận. Không nha, cái gì đây? Rồi ok, cái sự kiện này mà không có đồ là mình bị dính bệnh, hai người dính bệnh hết á. Thành ra thôi đeo cái mặt nạ cho đi, hư mặt nạ thôi cũng được không sao. Cũng không hư là được rồi. Ok, chồng cái mặt nạ vô mặt là ngon. Rồi giờ tới lượt mình khát nước đúng không? Để nhìn kỹ coi. Rồi mình khát.
coi nào. Rồi ok, xử lý được cái việc đó là xong, mình với lại Trúc Anh đều khỏe rồi. Tìm được một cái lon súp nữa cơ mà. Sự kiện này mình nhớ là nó an toàn, chứ nó phải sự kiện kia, sự kiện mà cái lỗ thông gió mới đáng ngại. Dù lon súp thì giờ không cần lắm gì đây. À dù thở kèn hả? Rồi ok, thở kèn thì cứ lên đó kiếm đồ đi em. Sao giờ mình cứ ngồi lì ở nhà thôi. Để coi nào, mình không đói không khác gì tốt. Không nghe được đài, không có đài thì không đi hướng quân đội được. Cái cặp anh em kia sao lâu tới quá ta. Tại rõ ràng là nãy mình có bắt tà có nghe điện thoại rồi mà. Rồi giờ đói giờ khác thì ăn uống thôi. Không ra ngoài, cái gì đây? À người đột biến hả? Đây cho nó lon súp đi, khỏi mà hình như là không cho nó chơi với mình nữa. Thà cho nó đi, nó nói là nó bảo vệ mình. Ở đầu mình biến áo rồi. Rồi mọi người rất nhiều, mình bị điên rồi các bạn, tại ở mình là kiểu gì cũng điên à. Cái gì đây? Rồi ra coi thử sao, tại mình có cái ổ khóa mà. Ủa sao kết thúc? À ủa sao mình chết ta, mình làm gì sai? Ủa cái gì vậy? Chết mà hồn chứ xe tăng nó bị kẹp bom. Dưới đây chắc gây nổ thôi, làm điều này thôi. Rồi chỉ được 45 ngày rồi, xong mình thua, Trúc Anh chưa kịp về nữa là mình đi rồi. Ok, bữa nay mình bị gài các bạn. Đồ đầy đủ mà ngồi ly giống nha. Mới vừa bước ra ngoài để hy vọng coi có gì không thì kết quả cành phát đi luôn. Thiệt buồn hết sức. Buồn hết sức các bạn. Tại mình được cái sự kiện cái xe tăng này là mình ra là mình lút được đồ các bạn. Mình nghĩ là chắc ra lút đồ không sao đâu, có gì có hư cái mất cái ổ khóa thôi. Nào ngờ là có đứa nó chơi nó cài bom mình. Rồi thôi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.